Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Lặc Thiên Quang Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 30 tháng 5 âm lịch, tại thánh địa Lâm Tỳ Ni, Nepal, nơi Đức Phật đản sanh, thì con xin phép thỉnh tiếng đại hồng chung xin gửi tặng đến quý vị ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lặc Thiên Quang Phật. Nam mô Dược Sư Lâu Ly Quang Dương Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Cấm Bức Lâm Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nam mô Mười Phương Ba Đời Chư Phật, Chư Bồ Tát Bát Bộ Kim Cang Hổn Thiêng Sông Núi. Anh Linh Tổ Quốc Chư Thánh Chư Thần Thiên Sứ Công Minh Long Thần Hộ Pháp. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Pháp Bảo Hộ Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Ngài Cư Ma La Thập Sư Ông Thích Trí Thượng Sư Ông Hoàng Nhơn. Thưa quý vị, như vậy đã con đã kết thúc phần thỉnh kinh Thỉnh Đại Hồng Chung. Xin cầu nguyện hội hướng phước báu Thỉnh Đại Hồng Chung niệm Phật, hồi hướng phước báu này cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cầu mong cho các bậc thánh nhân xuất hiện để cầu giúp chúng sanh thoát nạn khổ đau, cũng như cầu mong cho Đức Di Lặc Thiên Quang Phật ra đời để cầu giúp chúng sanh thoát nạn khổ đau. Xin quy thỉnh Đức Di Lặc Thiên Quang Phật, Đức Phật Quán Thế Âm, Đức Phật Phổ Hiền, chuyển pháp luân, dưới pháp vũ, thổi pháp loa, dưới mưa pháp, cho tất cả chúng sanh được tắm trong mưa pháp của các ngài để đằng đạo và thân thiên được nhiều lợi ích. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, không còn hận thù chia chấp nữa. Cầu nguyện các ngài chứng minh cho lòng thành của con và cho hộ trì cho ước nguyện của con được viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lặc Thiên Quang Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, hiện tại đây là 6 giờ 34 phút sáng ngày 5 tháng 7 dương lịch năm 2024 tại ngôi chùa An Việt Nam Phật Quốc Tử, Lâm Tỳ Ni, Nepal. Chúc và cầu nguyện quý vị một ngày mới an lạc, có duyên lành được qua đất Phật, chiêm bái, tu tập, thu hút những năng lượng linh thiêng để về thành công, cứu giúp chúng sanh thoát nạn khổ đau. Xin chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.